Xây dựng ứng dụng di động và tận dụng quảng cáo AdMob không chỉ đem lại sự sáng tạo và kinh doanh trong lĩnh vực phát triển ứng dụng, mà còn mở ra cánh cửa cho một nguồn thu nhập ổn định và tiềm năng lớn. Tầm quan trọng của việc này không chỉ giới hạn trong việc kiếm tiền, mà còn phản ánh sự đổi mới, sáng tạo và sự tương tác đến hàng triệu người dùng trên toàn cầu. Ngoài ra, khi sản phẩm ứng dụng của bạn phát triển có giá trị rất lớn qua các thương vụ bán và chuyển nhượng lại trên các sàn thương mại ứng dụng như Flippa và đem về nguồn thu khổng lồ để có ngân sách tái đầu tư lại. Xin chào các bạn. Trong video này, Quốc Anh chia sẻ cho các bạn một đề tài rất là thú vị và rất có giá trị cho anh em làm movie app theo cái hướng lâu dài và phát triển sản phẩm cũng như phát triển thương hiệu của mình. Như các bạn đã thấy, đây là một cái sàn Flippa, một cái sàn nổi tiếng giao thương buôn bán giữa các sản phẩm số về domain, website, mobile app, Android và iOS. Trên đây là những cái sản phẩm mà nó rao bán với cái trị giá hàng triệu đô và có rất là nhiều cái giá trị khác nữa. Thì các bạn nhìn thấy đây, tất cả những, ở đây là mình đang chọn về cái ngách về mobile app trên nền tảng Android. Thì những cái ngách mà anh em thường hay làm thì có cái giá trị rất là cao khi mà mình bán ở trên này, và nó trên sàn Flippa nó có cái rule để mà mình định giá được cái sản phẩm của mình rất là chuẩn đấy. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu với Flippa nào. Trước hết mình hướng dẫn cho bạn cách đăng ký. Các bạn vào trong cái mục menu sign up. Trong phần sign up là create your account của Flippa, thì các bạn nhớ điền thông tin first name, last name và email của mình, và sau đó mình chọn continue. Trong phần này thì các bạn nhớ verify ha. Rồi sau đó mình xác minh nè. Ok, trong cái phần Flippa này, thông tin này thì các bạn nên chọn cho mình là cái login price là một cái tài khoản buyer. Sau đó các bạn điền hết tất cả những thông tin, rồi các bạn điện thoại vân vân, Việt Nam, và các bạn chọn create my account để chúng ta có thể là mình đi spy những cái người bán ha. Rồi sau đó các bạn chọn là pinch onboarding ha. Thì trong phần này các bạn nhớ tích vào cho mình những cái về những cái này ha, và các bạn chọn next. Rồi trong phần này thì các bạn cũng chọn cho mình bao nhiêu cái business của bạn là đang quản lý, ví dụ như mình chọn 5 ha. Các bạn chọn app, domain, e-commerce, tất cả những cái nào mà mình quan tâm thì các bạn click vào, rồi sau đó các bạn chọn next ha. Rồi cái này cũng vậy, mình cũng chọn app và domain, e-commerce ha. Rồi ok, next. Cái này cũng vậy, mình cứ tích vào để cho nó đề xuất hoặc là nó gửi email về tất cả những người nào mà nó muốn list lên trên sàn bán thì nó sẽ gửi email về cho mình ha. Mình chọn next. Cái này cũng vậy, thì how many business, mình chọn là 2 đến 5 đi ha. 1 5 đi. Rồi, đây là cái dự trù cái ngân sách của mình muốn mua bao nhiêu. Mình đầu tư mình lên trên Flippa này, mình đi kiếm mình mua những cái brand hoặc những app game domain với ngân sách là bao nhiêu ha. Thì mình cứ điền đại như thế này ha. Đấy, ví dụ mình 1.000 đến 10.000 hoặc 100.000 đấy. Cái này mình chọn set cũng được ha. Ok, chọn add nào. Rồi trong phần này thì mình chọn on luôn ha. Mình cần xem seller là thì on luôn. Ok, trong phần này thì mình sẽ search, mình ghi chữ là publisher ha, là nhà xuất bản. Đấy. Xuất bản mobile app. Ok, mình chọn next nè. Rồi sau khi next xong rồi thì như vậy là mình đã hoàn tất trong cái việc đăng ký, và các bạn vào mail và để mà các bạn tìm đến cái mail của Flippa và các bạn kích vào là the account để verify cái account mình vừa mới đăng ký xong. Trong phần này thì các bạn nhớ tạo ra cái bắt buộc cho cái tài khoản của cho mình ha, để khi lần sau mình login vào thì là xong. Đấy, mình điền lại bắt buộc cho nó ok. Rồi mình chọn là size this. Ok, như vậy là mình đã làm xong rồi. Các bạn vào trong cái tên search và các bạn chọn là app ha. Đấy, thì các bạn chọn cho mình là phần app. Đây cái catalog bên cạnh này,
Thì trong phần này các bạn nhìn thấy không, thì mình sẽ có được rất là nhiều thông tin về những cái ứng dụng mà rất là tiềm năng và họ đang làm list lên bán với cái giá rất là cao. Nhưng mà thực chất nó không phải là cao đâu, cái giá trị của ứng dụng và mũi app là như vậy. Thì trong cái trên sàn này khá là nổi tiếng nha, thì nó sẽ list lên cái giá với một cái rule niêm yết rất là rõ ràng. Đấy. Rồi mình sẽ download về xem những cái revenue của cái app này nó report cho mình như thế nào ha, nó báo cáo cho mình như thế nào trước khi nó list lên sàn nó bán, thì bên sàn sẽ có những cái thông tin để verify những cái này là chính xác hay không. Mình tắt cái iOS đi và mình sẽ search xem. Đó, cái app wow, có rất là nhiều app là 1 triệu đô la nha, nó bán đấy, có rất là nhiều loại app ha. Video download này 70.000 ha. Đấy, thì cái này là nó x3 hoặc x4 revenue. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để đường link để chia sẻ cho các bạn những thông tin và những chương trình hữu ích về hướng build và phát triển ứng dụng mobile app. Các bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian để xem video này. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.